Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm về cách khẩu trang. Đó. Nghĩa là thấy ở Việt Nam là mọi người là đều đi sắp hàng đứng chen chúc cả đám đông luôn, mà người ta là khuyên rằng là tránh xa đám đông, thị trường hay là bệnh viện đông đúc rồi đó. Thì thấy mà các bạn như là chen chúc nhau để mua khẩu trang. Nói đúng ra cái khẩu trang y tế nó cũng chẳng ngăn gì, không ngăn được vi trùng này nọ đó. Nhưng mình có thể tạo làm thành một cái khẩu trang y tế ở nhà của mình cũng được, tự làm lấy chứ mua xài quăng rồi người ta lượm lại, người ta giặt sạch, người ta làm tầm bậy bạ, người ta đem bán cho mình lại. Mình phải rửa tay trước. Đây là cái bình bấm trước mình chỉ cho các bạn làm đó, không hay đó. Trước khi mà mình làm công việc cái gì đó mình phải rửa tay bằng cây này. Thì cái loại mà nó bán rửa tay khô ở ngoài chợ, nó bán ngoài tiệm đây nó bán chỉ có 67% cái dầu alcohol thôi, còn mình làm ở nhà thì tới 99% alcohol. Sao nó vẫn cao hơn là cái thuốc rửa tay của người ta làm và ta bán đó. Thì mình có thể cái này mình có làm có thể là trừ được cả vi khuẩn nữa các bạn. Việt Nam cơ bán và lớp cơ bản chỉ là ba lớp các bạn thấy không, ba lớp và làm miệng ba lớp hơn mình dày hơn đó. Vậy các bạn trước hết các bạn nhớ là phải lau chùi cái chỗ mà các bạn làm việc, cái dầu cồn của 90 độ này, 99 độ này thì lao hết đó. Đó, lao hết cho nó sạch sẽ đó các bạn, không vi khuẩn. Tay mình đã rửa tay rồi, lao với tay mình làm việc đó. Biết rằng là ở Việt Nam mình cũng bán cái loại compression này, cái này là giống như cái gạt á, gạt để đập vết thương này nọ, các bạn mua ở Việt Nam cũng rẻ, đó, cái gạt này, thì đó, là nó hay là bán ra từng miếng hay là bán nguyên cái cuộn thì các bạn về nghĩa là cắt ra, đó, còn ở bên đây thì bán ra thì nó cắt sẵn rồi. Vậy thì nó trong đây á là nó cũng dày nhưng mình thở được qua cái lớp không khí này đó. Đó. Cách lưới mà nó đang đó. Đó. Cách lưới mà nó đang như vậy các bạn đó. Các bạn có thể cắt ra là nó bán sẵn biến như vậy để thẳng vô cũng được, để chập thêm cũng được, cho một cái gì đó không bị bỏng gì mà thì các bạn đó là cái này là cái phòng mũi, cái này là phòng miệng thì cái trong phòng mũi đây này không thì các bạn làm lên cái hình làm cái giống như là cái tấm mà cái tấm này là trên đây xếp lên là có tấm giả
cái mặt mình như vậy, lỗ mũi mình đây ha, như vậy nó sẽ ôm hết cả cái miệng với cái mũi mình đây. Bây giờ mình tới mình làm cái trên 100 độ. Ở Việt Nam có rượu nào mà 100 độ đâu, cả whisky đó 40% à. Thì đó, thì các bạn đừng có mua những cái khẩu trang mất tiền đó. Chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe, giữ sức khỏe nha các bạn.